bóc một cái bộ sản phẩm cao cấp của GVC, GVC XRL sản phẩm này nguyên tem và chưa qua sử dụng, mới 100% đấy. Mới đến bên Nhật và sau này sẽ bóc các bạn xem. Xem cái bộ dàn cao cấp này xem chất âm như thế nào. Rồi mình về xong GVC XHR đây là âm ly của nó. Chưa bóc tem luôn. Để sẽ bỏ bọn này trước. Bóc thêm cái phần loa trước. Em chỉ có duy nhất một bộ này là mới, chưa bao giờ dùng ấy. Rất nhiều đuôi, rất là cao. Chắc chắn rất mới. Đó. Nguyên tem luôn này. Nguyên mới nguyên. Rất rất mới. Dây loa gì đi theo mày luôn, rất mới, chưa hề qua sử dụng. Thì ngay sau đây thì em sẽ test cái phần âm thanh của cái dàn loa này. Chơi bác nghe một bác. Ok, và sau đây thì em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo, em sẽ test cho bác xem về âm thanh. Thì trước khi đó thì em sẽ bóc cho các bác xem một chút về phần hình tượng của cái loa, sẽ bác xem qua để các bác biết là nó rất là mới, chưa hề qua sử dụng. Chính em là người bóc đầu tiên những cái bộ này luôn. Đây, rất mới đấy. Chỉ có một vài vết mồ hôi tay của em thôi, còn lại rất mới, hình tượng rất mới luôn. Cặp núm mạ vàng này đó. Wow, này rất mới nguyên đấy. Video tiếp theo thì em sẽ test cho các bác nghe thử cái phần chất âm của con loa này. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại các bác vào.